em cái gì đó. Xe rớt gì hả? Tên Hà rớt cái gì hả? Oh shit. Ghê vậy, sập cái cổ luôn hả? Ok, đi các bạn ơi. Ra bay flycam thôi chứ tầm này chơi bời gì nữa. Rồi, mấy anh ra tắm biển rồi. Mình không có tắm được các bạn ơi. Đang có vết thương với lại đâu có vận động cái tay được đâu. Thành ra là thôi ngồi trên bờ. Ngồi trên đây bay flycam thì đủ vui rồi các bạn. Úi giời ơi. Tắm sớm thế. Hả? À, đi, đi không? Gì em gì anh đúng không? Hả? Anh đúng không? Ừ anh chứ ai? Trời ơi, bữa sáng nay ở đây rồi. Thì đi chơi chứ. Hỏi câu sao trả lời em. Đi chơi chứ gì? Hả? Còn đi điều anh suốt. Yeah. Không biết một lượt nữa là hết rồi á. Giờ chụp tấm đi. Hả? Để anh chụp cho tao. Được, được, chờ tí 1 phút 30 giây nha. Để đăng nhập cái này cái đã. Ok nha. Rồi. Hãy cầm lo. Chụp lâu á. Ok, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Hello. Bạn thấy tôi không? Ai hi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đó coi mấy anh làm cái gì. Hello, 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 hello. Chơi chơi thật nước nội ơi. Chơi kỹ vậy mấy cha. chơi đặt nước. Xa xa kia là ngọn hải đăng rồi các bạn thấy không? Rồi để mình bay ra ngọn hải đăng thử nha. Ra ngọn hải đăng thôi. Lên. À, các bạn thấy nó đi đều không? Nó đang quay một vòng. Các bạn thắc mắc là tại sao mình đang bay mà mình thấy view mà mình vẫn có thể nói chuyện với các bạn, đó là vì mình đang bấm ghi âm. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngọn hải đăng để coi nó có cái gì nha. Lên. Thì ở ngọn hải đăng nó có một cái nhà các bạn. Đó, đây là cái nhà ngọn hải đăng. Thì không biết ở đây có người không ta, mình sẽ bay một vòng ở chỗ này ha. À, hiện tại thì không thấy ai. Không thấy ai ở cái ngôi nhà ở đây hết. Nhưng mà có quần áo thì mình nghĩ là chắc có người. Ê, có người kìa các bạn, có người kìa. Ê, có người. Họ đã nhìn thấy cái flycam. Ê, thấy tôi rồi. Có người thấy rồi. À, đứng nhìn rồi. Ok, lên, thám hiểm ngọn hải đăng cái rồi. Ôi trời ơi. À, mấy cái góc quay nhìn đảo quá. Ôi trời ơi. Ok, phát hiện mấy người cắm trại rồi nè. Quán này phải đi tàu. Xuống trọng mới đi chơi. Hello mấy bạn. À, chắc Dương Phượt cắm trại. Hello. Thấy rồi. Mấy người đó cắm một cái liều lớn. Mà nhìn cái kiểu này chắc là không biết cắm trại rồi. Mình nhìn thấy là mình nghi rồi. Hay là mấy bạn đó không biết cắm rồi. Gió lớn quá. Gió lớn quá trời luôn các bạn. We'll be right back.
bạn ơi. Quay quá trời quay luôn, quay về một chị kia nữa, chị đó cũng biết mình luôn. Ôi trời ơi, vui ghê á. Rồi bây giờ đi về, sửa soạn, thay đồ, đi ăn. Tối nay là tiết mục chính đó các bạn. Tối nay là anh em mình tất niên net tour. Cuối cùng được đi vô cỏ rồi các bạn. Nãy giờ đi vô đá. Đâu như cái gì vậy? Mình đều đủ luôn anh ơi. À, em nghĩ là ngồi trong á, ngồi đây gió lắm mà hồi lạnh réo luôn á. Đây là món mà tụi mình sẽ ăn nha các bạn. Nhìn có bộ hấp dẫn á. Giúp bạn lại đi. Đó. Ý gì? Trời ơi, đúng rồi. Anh yêu lấy giùm em cây anh yêu. Bạn nào đắt anh. Sao luôn có thằng mượn xe đi chơi. Hello, chào các bạn nhé. Vâng, hồi xưa với lúc là nó tai nạn nó đi ấy rồi. Cứ để đây quay thôi. Một, hai, ba, vô. Quay. Ôi trời ơi, anh Hà ơi. Đây là em tour tổ chức tất nhiên. Phan Thiết. Thì như các bạn biết á, hôm nay là tất niên của mấy anh em đến tour. Thì mấy anh em đã lại ăn nhậu cái thứ đồ karaoke cái thứ. Thì tất cả những cái sự ồn màu này là được cho phép hết nha các bạn. Ăn uống hải sản cái thứ như một tour bình thường thôi. Ok thôi, để mình ra khỏi chỗ này cho nó bớt ồn nha. Sống luôn là dễ dàng. Mình cảm giác như mấy anh em trong cái tour thì nói cho vui thì nó là sao cũng được, miễn đi chơi là được. Nghĩa là mấy anh em không có ngại đi chơi, chỉ cần một cái lý do thôi. Lý do là tất niên cũng đi rồi, sinh nhật ai đó cũng đi, nói chung là gần như là tháng nào hello. Tháng nào mấy anh em cũng đi đó. Nếu như các bạn đam mê đi chơi, đi phượt bụi, đi du lịch bụi á, thì lời khuyên của mình chân thành luôn nha, thật sự rất chân thành luôn, là các bạn nên tìm cho mình một cái nhóm giống vậy. À, không vụ lệ, không thương mại, nói chung là chơi rất là fair play, rất là ok. Ăn chia là tại bàn, không có thu phí, không có gì hết, giúp đỡ nhau rồi thế này kia. Thì mình hơi nhỏ tuổi so với mấy anh, cho nên là đôi khi mình đi theo chơi á, mình học rất là nhiều thứ. Mà mình đi chung với những người cùng lứa thì chắc chắn là mình sẽ không nhận được một cái bài học như vậy. Thì các bạn nên tìm ha. Mà cái vấn đề là bây giờ mình về nhà bằng cái đường nào đây trời. Nãy rồi. Nãy là đi thẳng qua kia, đi ra đây, đúng rồi, nhà mình bên kia. Thì mai mình muốn mình dậy lúc 5 giờ để mình quay xem láp. Mà ban đêm quay không đẹp nên là ban ngày mặt trời vừa mọc quay rất là đẹp. Bây giờ mình ngủ, bây giờ mới có 8 giờ chứ mấy. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai. Hello các bạn. Giờ là 7:20. Trời, ngủ sớm cỡ đó đó mà ngủ về không nổi, rất là mệt. Giờ này mà mặt trời mọc gì nữa. Thì bây giờ mình sẽ vác flycam đi trải nghiệm những thứ mới mà một cái điện thoại sẽ không trải nghiệm được ha. Mình đang đứng mặt rồi vác flycam ra bay tiếp các bạn. Bây giờ là không biết mà không đi đâu hết à. Giờ cái chỗ đầu tiên mình đi sẽ là cái chỗ đi ăn sáng. Thì thường ở những cái chỗ này các bạn đi thì nó sẽ được một cái là ăn trưa, ăn chiều, ăn tối và ăn sáng cả ở một chỗ một luôn. Đừng sao ra đây sẽ mang lều đi cắm trại. Ngủ lều thì nó sẽ hơi lạnh và gió nha. Thời tiết gần Tết á, lạnh. Hello mấy anh. Hello anh. Hello. Em uống gì chưa? Đây đi. À, đi buffet hả? Không phải. Buffet. Một trong hai, nhưng mà nếu mà đói thì anh hai cho ăn hai cả hai cũng được. Một người ăn chỉ có một phần nha anh. Anh giữ đi, anh cứ giữ chút. Ăn hai phần thì trả hai phần được không? Anh ăn một phần thứ hai thì anh trả tiền. Kiểu như là một phiếu là chọn một trong hai, còn muốn ăn thêm là tiền. Một lần như vậy là 35.000. Đúng vậy. Đúng vậy. Giờ đây em ăn hai ổ cho. Cho em ba cái trứng đi anh. Ông mày ăn con cái trứng à?
Ăn có cái hả? Đâu, giỡn. Giỡn liền, chán thật sự. Thằng này nó ngây ngây ngô vậy ta. Mở tới bây giờ luôn á. Gì nó mở gì? Còn mở nhạc á. À. Thì em biểu đi bãi công cộng chưa? Đang ngủ trong phòng á. Dân ngủ không. Đúng 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 đúng. Em ơi, nếu mà không mộng quá làm giờ mấy lễ còn dây dựt. Năm giờ sáng nó mở nhạc từ anh. Trời trời thiệt là mấy giờ nó còn dây dựt luôn ha. Ok, cảm ơn nhiều. Ê Hoàng ăn mày không? Em đang có mì nè. Cái gì cho cục thịt được không chị? Ok, ra các bạn ơi. Ừ. Ôi vậy hả? Cái ở đây mình bay được nè. Đây bay ok á. Vậy các bạn ơi, để phòng vậy luôn, hồi ấy trả tiền rồi. Một cái chòi như vậy là 550. Các bạn thích ở bao nhiêu người bạn ở? Trong đây có hai cái giường đồi. Bây giờ anh em mình về, về hơi sớm nhưng mà tại chỗ ghé chỗ này chỗ kia chơi nữa. Go go. Được chạy xe bọt sướng chết bà. Nổi ra hay xe rồi. Nổi ra ra hay xe rồi. Tại cái con này nè. Lục rác chưa có chưa? Xiết dùm mà. Em không có đem, em không có đem gì hết á. Cái lục rác của mình. Cái tui nó dưới yên. Chụp cái mua đâu đây. Cái của cái đưa đây cái lục rác nhỏ nhỏ. Đây, lục rác 4, đó đó đó. Đồ của con này hơi yếu nha. Đã đi tâm á, tập trung ở.